Sáng xin chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng hôm nay thì em đang có mặt ở thị trấn Thạnh Phú của tỉnh Bến Tre mình anh chị ha. Hiện tại thì em đang ở khu vực chợ Dòng Miễu ha, là chợ thị trấn Thạnh Phú đó anh chị. Giờ này là 8 giờ ngày thứ bảy mà em thấy ở khu vực thị trấn, chợ thị trấn thì cũng tương đối là thưa đó anh chị. Do là tình hình bây giờ thì mỗi xã đều có một cái chợ á, nên là có thể là bà con sẽ chia ra, như là người ta ở những cái nơi khác á, thì như là ở khúc ở dưới là Quế Điền hoặc là các xã lân cận á, thì người ta sẽ đi chợ gần hơn. Còn chợ huyện hiện tại thì em thấy cũng tương đối là thưa ha. Thì bây giờ em mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em mình sẽ đi tham quan chợ Thạnh Phú nha. Em đang đứng ở ngã tư đường Trần Thị Tuyết và đường Nguyễn Thị Định nha anh chị. Buổi sáng thì thấy chợ cũng tương đối là thưa anh chị, không đông lắm. Đây là chợ Dòng Miễu, là chợ thị trấn ha anh chị ha. Bên kia thì cũng có tiệm vàng Vũ Lan 2 ha. Cái hướng này thì mình đi thẳng ra tới tí là tới ngã tư là mình sẽ đi đến bệnh viện huyện rồi đó anh chị. Ở thị trấn Thạnh Phú thì đường xá rồi thấy nhà cửa rồi rất là khang trang, nhưng mà tình hình thì thấy thì cũng hơi thưa anh chị. Em cũng canh vào ngày thứ bảy em đi chợ mà sao mà anh thấy thì cũng tương đối là thưa nha. Bên đây thì bán tàu hũ nóng, bánh lăng. Ở đây thì cũng có những gian hàng bán xôi gà, xôi thịt, bán ăn sáng rồi anh chị ha. Còn đây là bánh bò. Bánh bò, bánh mì thịt. Đây thì là bánh bắp. Chợ thì cũng thưa anh chị. Đây thì khuôn viên đây là ở nhà lồng đó anh chị. Nhà lồng thì ở trong thì là mình sẽ bán mặt hàng tiêu dùng rồi ha. Đây gặp một bà bán bánh canh. Dạ con chào bà. Dạ con chào bà. Con hôm nay con đi chủ yếu là mình cũng đi quay chợ ở chợ Dòng Miễu của mình á, để cho khán giả của con á, người ta xem lại chợ ở thành phố mình. Con ở đâu làm? Dạ con ở thành phố Bến Tre. Đây là bà bán cái này bánh canh giống như bánh canh tép hả bà hả? Bánh canh tép nóng nước cốt dừa. Dạ bánh canh tép nước cốt dừa. Cái này vậy là 48 năm rồi. Dạ 48 năm hả bà? 48 năm mà con năm nay con được nhiêu tuổi? Dạ con nay mới có 43 tuổi ạ. Năm mà biết khoảng năm 75 á. Dạ. Cũng năm đó khổ quá đi rồi, nó cũng năm đắt tới bây giờ này. Dạ. Năm nay á là dì được 69 tuổi rồi. Dạ dì 69 tuổi. Dì còn đánh canh bán á. Dạ. Dạ chào chị. Thấy tại vì con thấy cái món bánh canh này thấy cũng tương đối là lạ. Cái này bánh canh tép với con thấy bên kia là bánh canh giống như bánh canh nước đường. Dạ. Dạ. Đây là bánh canh, bánh canh nước đường nè anh chị. Rất là lạ. Bánh canh này bánh canh nước nốt nè. Dạ, giống như cỡ sợi bánh canh bột sắt á ha, ha cô ha, ha gì ha. Bột gạo sắt á. Dạ. Thường mình bán như vậy là bao nhiêu một phần như vậy ha, ha gì? Vậy là 10.000. Dạ. 2 tiếng 15 vậy là 5.000. Dạ. Bán tiếng gánh trăm mấy 200 rồi. Dạ. Dạ, bán rẻ rẻ ha, bán rẻ rẻ cho bà con dễ mua ha. 5.000 10.000 dạ. Có nhiều con. Dạ. Dạ. Bán hôm nay là 48 năm rồi đó. Ngày nào cũng bán vậy hả gì? Ngày nào cũng bán ngồi thì cũng này gì bán. Dạ. Nhưng mà không ăn đủ thì gì chạy. Dạ. Mấy bữa là không ăn xả. Dạ. Thì gì gánh cái trên đây. Dạ. Hôm nay mấy ông không ăn đủ thì cũng nói đàng hoàng tại vì lớn tuổi rồi nói cô ơi. Dạ. Cô ơi, cô ơi, chị ơi. Dạ. Canh xích lên đi gì chứ để đây phạt rồi nghe em tắt. Dạ. Có nhiêu mà phạt tới 1.000. Dạ. Hả gì không đi thì người ta đem xe này ra xúc là gì chạy. Dạ. Rồi hả, bữa nào mà im im thì gì ngồi đi hoài còn hả. Dạ. Con ăn vừa chạy xuống bằng gì gánh ở đây liền. Dạ. Hôm nay
ta cũng nói đàng hoàng lắm. Dạ. Không có chỗ bán. Dạ. Dạ. Con bánh canh không con? Dạ. 5 ngàn đó con. Dạ rồi, con cảm ơn dì, con chúc dì bắn đắt nghe dì. Dạ. Khỏe nha con. Dạ. À, một túi như vậy là dì chỉ có 5 ngàn à. Bán rẻ quá trời, rẻ luôn. Dạ. Sống qua ngày vậy con ơi. Dạ. Bữa gì chị kiếm ăn mấy vài trăm vậy đó con. Dạ. Dạ rồi, con đi, con chúc dì bắn đắt nghe dì. Dạ. À, anh chị thấy cái món bánh canh tép và bánh canh nước đường nhưng mà nấu bằng đường thốt nốt thì nhìn cũng rất là lạ anh chị. À, bây giờ tại vì em cũng sáng sớm thì nhiều khi là em cũng hơi cử nước cốt dừa, sáng thì mình ăn không quen anh chị nên là cũng chưa dám ăn. À, đây thì cũng là các tiệm tạp hóa bán sữa rồi ha. Còn đây là khung viên ở trong nhà lồng thì chủ yếu là hàng tiêu dùng, quần áo rồi anh chị. Hồi nãy thì em cũng có đi tham quan một vòng rồi. À, khúc ngoài này thì là hàng tiêu dùng thôi. Còn chợ thực phẩm thì mình sẽ đi tuốt ở đằng xa, ở phía sau anh chị. À, chị thấy chợ thì do là cái khung viên nhà lồng hàng tiêu dùng ở trước á, nên là mình thấy thì khung viên hơi thưa. Thưa lắm anh chị. Anh chị thấy em đi giống như là có mình em luôn á. Khách thì cũng tương đối là thưa ha. À, bây giờ thì các xã đâu đâu cũng có chợ nên là người ta đi chợ thì nó sẽ tiện, giống như là mình cũng chia ra nó tương đối là bảo hòa các chợ với nhau. Còn ngày xưa mà thí dụ như là mình các xã thì ít chợ thì là mình sẽ dồn về chợ huyện nhiều hơn. Nhưng mà anh chị thấy ở khung viên ở thị trấn thì rất là rộng rãi, rất là thoáng. Và nhà cửa rồi thì cũng khang trang ha. À. Dạ con chào bà. Đây là khung viên, bắt đầu là mình tới khu vực ở phía chợ rồi đây. Khung viên ở nhà lồng thì tới đây thôi. Bắt đầu là mình tới khu vực của chợ này ha. Em sẽ đi tiếp nha. Đây cũng tương đối thưa anh chị. Đây thường là các mặt hàng như là ăn uống rồi ha. Trong đây thì cũng có giải dốc rồi. Đây thì là quán hủ tiếu. Hủ tiếu mì, bánh canh, cháo lòng. Công viên trong đây thì giải quần áo. Và giống như là quán cà phê. Còn đây là hàng thịt nè. Bán thì cũng hơi rời rạc đó anh chị. Rất là rời rạc. Bán thì dễ mà. Công viên nhà lồng anh chị thấy cũng rất là thưa khách ha. Tại vì hàng tiêu dùng thì thường thường là người ta sẽ đi khi nào có nhu cầu cần thiết á, hoặc là người ta đi xe trưa hơn. Còn như là các mặt hàng như là thực phẩm để phục vụ bữa ăn gia đình thì người ta sẽ đi sáng sớm này, đông vui hơn anh chị. Đây là những gian hàng giày dép. Đây là chỉ để bán dưa hấu. Giày dép đồ rất là nhiều anh chị. Chợ thì mình sẽ dài ra phía sau luôn á. Thấy cũng sâu dữ lắm. Đây, bán bưởi.
bán nấm. Dạ chào chị. Dạ chào cô. Ở đây thì mình sẽ tới khu vực ở chợ thực phẩm này đây. Dạ con chào cô. Mình đến khu vực mặt hàng thực phẩm thì bắt đầu là cũng có người đi lai rai. Đây là bánh quần áo, mía. Mình đi đến khu vực thực phẩm thì đông vui hơn. Cá tép rồi ha. Ây da. Còn đây là trái cây và trái mít. Bánh. Hàng rau. Rau cải. Ở đây đầu đầu là tới chợ thức ăn, thực phẩm, rau củ rồi. Để đông vui hơn. Đây là nước màu dừa. Nước màu dừa. Đó, nước màu dừa của Bến Tre. Dạ. Dạ chào chị. Dạ em là cái kênh YouTube Bến Tre ngày nay á chị. Chủ yếu thì em đi chợ để quay cho khán giả của em xem là chợ thành phố của mình á. Dạ. Chợ mình sao thấy sáng thưa dữ chị ha? Dạ cái này mùa dịch. Dạ. Cũng ít không nhiều. Dạ. Thưa quá. Dạ. Chị đây thì bán dừa. Dạ. Có mứt dừa nữa nè. Dạ. Này tự nhà mình làm luôn. Đó, nhìn rất màu sắc rất là hấp dẫn. Dạ rồi em chúc mấy chị bán đắt nha mấy chị. Dạ. Đây thì có ba dân hàng người ta làm về dừa thì chị ha. À, cũng mài dừa rồi ta thì làm thêm mứt. Nước bán nước dừa rồi đó. Này mấy con chó dễ thương rồi nè. Chó là chắc là bán. Chó dễ thương ha con ha. Thấy thương không? Bé lại xem con chó. Dạ. Dạ chào chị. Dạ. À, đây là hàng cá. Con cá nó còn sống luôn nè. Dạ chào chị. Dạ em ghi hình con cá. Con cá bự quá trời luôn. Dạ. Dạ cá này cá gì hả chị? Dạ bự quá trời luôn. Dạ. À, còn con cá này con cá gì hả chị ha? Cá gì lạ hả chị? Cá lù đù. Dạ. Dạ. À chủ yếu thì em đi quay chợ cho khán giả xem thôi. Dạ chứ không sao. Dạ rồi em chúc chị bán đắt nha chị. Dạ. À, đây là con tôm sú và con cá đối. À, xuống đây là tới hàng cá rồi. Đi tới khu vực này là bắt đầu là mình khuôn viên phía ngoài của chợ rồi đó anh chị. Ở thành phố mình thì có một cái chợ người ta cũng mới vừa làm, chợ lớn. Đây mình đi thẳng ra là tới chợ luôn. Dạng như là làm một cái chợ mới, nó nhà lồng rất là khang trang. Nhưng mà bây giờ thì chưa thấy có hoạt động anh chị. Thấy vẫn còn đang làm. Dạ. Chợ cũng lớn đó anh chị, chứ cũng không nhỏ đâu, nhưng mà hơi thưa thôi. À trái này là cái trái điều, trái đào. Trái đào. Đào lặng, đào kêu bằng là đào lũng hậu của anh chị, kêu bằng trái điều á. Dạ con chào cô. Dạ hàng ngày bán được không cô? Dạ.
Sáng hôm nay con đi tham quan chợ, con ghi hình để cho khán giả của con á, người ta xem. Ta xem về chợ thành phố của mình, nhiều khi ngày xưa tới đây á cô. Dạ con ở thành phố Bến Tre. Dạ. Con đi vô thì thấy chợ hơi thưa. Dạ. Dạ. Giờ dịch bệnh quá ha cô ha. Dạ. Dạ. Ở đây thấy giống như cũng đồ vườn không ha cô ha. Dạ, có rau muống đỏ nè. Hả? Dạ, dạ rồi con. Dạ. Dạ rồi con chúc cô uống đắc nha cô. Dạ. Cái trái này là cái trái điều ha. Điều. Điều này là mình lấy cái hạt mình nướng á anh chị. Đó, hạt điều rất là ngon. Dạ. Dạ rồi con chúc cô bán đắc nha cô. Dạ. À, đến đây thì khu vực cá tôm. Cá thường thường là cá vuông. Dạ, dạ chào chú. Cái này là thường thường là cá vuông anh chị. Cá vuông có mấy con tép còn sống. Dạ anh chào chị. Dạ. À, con tép còn sống luôn ha. Dạ. Cái này giống tép mặt đất ha chị ha. Dạ. Nhìn tươi ngon. Dạ. Dạ rồi chúc chị uống đắc nha chị. Đó, đây là cua. Cua, cá. Dạ chào chị. À, mực, hải sản này như là ở vuông của mình đó anh chị. Dạ con chào ba. À, ăn cua nè, cá đối, giống như con này giống cá kìm. Còn con này là con kêu bằng con ruốc. Con ruốc. Dạ chào cô. Dạ. Con này con ruốc ha cô. Dạ. À, con này là con ruốc. Dạ. Con quay cho khán giả con người xa quê người ta xem á cô. Dạ. À, con này là con ruốc. Cái này thường thường giống như là mấy con tôm nhỏ ha ha cô hả? Nói gì vậy nó không có lớn. Dạ. Ừ, cái con tôm thì cái vỏ nó cứng hơn con ruốc vỏ. Dạ. Nó bề dày là bự nhất rồi đó. Dạ. Con thấy nó có cá rồi luôn ha. Ừ, có khi nó lộn con như chạy đặt được. Dạ. Chủ yếu là con cũng đi chợ ở Bến Tre của mình á. Ừ. Con quay cho khán giả của con người xa quê rồi đó, tặng người ta xem ở chợ thành phố của mình. Ừ. Tại vì con cũng là cái kênh YouTube Bến Tre ngày nay. Ừ, dạ. Cái này là cho tôm ăn, cái vịt ăn. Dạ. Ăn được luôn. Dạ. Để như khi bằng sạch vậy nè, cũng làm cho người ăn luôn. Dạ. Nói chứ mấy con này mình ăn vẫn được. Ừ, ăn mình. Dạ, mình ăn vẫn được mà. Dạ. Cái nào mà ăn được thì ta làm hơi trên sạch. Dạ. Cá là gì chung á chị. Dạ. Ở Bến Tre thì mấy này là giống như là toàn là đặc sản của mình không đó anh chị. Tôm cá. Dạ. Dạ rồi con chúc hai cô bán đắt nha cô. Dạ. Đây là trái cây. À, trái cây nhìn là rất là tươi ngon anh chị ha. Ở thành phố của mình đó thì lúc này người ta trồng sồi rất là nhiều. À, sồi tử quý, sồi keo rồi đó anh chị. Đây là công viên, đây là mình là sẽ đi thẳng ra bên ngoài nữa đó. Em sẽ vào tham quan bên trong chợ cá tí xíu. Đây là chợ như là hải sản anh chị. Hải sản, rau, cá. Đó. Này giống như là mấy con mực rồi nè. Dạ cho con xin con ghi hình tí xíu nha chú. Dạ. Thấy hải sản ở thành phố của mình. Dạ. Đây là con mực bạch tuộc đó chú, đang là con bạch tuộc á. Dạ. À, chủ yếu thì con cũng đi ghi hình cho khán giả xa quê người ta xem về chợ của mình á. Dạ. Có đó bạch tuộc hả chú ha. Dạ. Dạ, nhìn ngon quá trời luôn á. Còn con mấy này là mực nè. Mực. Nhìn rất là ngon. Con này là cá. Con cá này con cá gì chú? Cá biển này nè chú. Cá sào ba. Dạ. Con không có rành về cá lắm. Dạ rồi con chúc chú ăn đắc với chú. Dạ. Còn con này, dạ con chào ba. Con ghi hình tí xíu nha ba.
này là con cá đuối và con cá lưỡi trâu. Dạ. Ở thành phố của mình thì cá đồ nhiều lắm anh chị, hải sản đồ cũng ngon. Dạ. Dạ. Đâu vậy? Dạ con ở thành phố Bến Tre à bà. Thành phố Bến Tre, con đi quay chợ cho khán giả con người ta xem về chợ, bây giờ chợ thành phố mình á. Dạ. Đây là nghêu. Hải sản thì ở thành phố mình nhiều đó anh chị. Dạ chào chị ạ. À. Nghêu, dọp. Dạ con chào ba. Này là ăn lương. Dạ. Lương. Còn con này giống con cá kèo mình hả bà? À, cua. Hàng ngày mình bán được không bà? Dạ. Dạ. Mà ở thành phố mình con thấy chợ hải sản đồ nhiều hả bà ha. Này giống như con cá đuối hả bà? Dạ. Dạ con chúc bà bán đắt nha bà. Dạ. À, hải sản đồ rất là nhiều anh chị. Tôm, cá. Còn đây là hàng cá nữa nè. Dạ em quay cho khán giả anh xem á chị, khán giả xa quê ta xem gì chợ á. Dạ cá thắt lát này. Cá rồi rất là nhiều, đây là tôm, tôm sống luôn nè, tôm còn sống luôn. Dạ chào chị. Vô đây thì là hàng thịt và hàng rau. Dạ chào cô. Dạ. À, hàng rau. Đây thì chị thấy rau rồi cũng hơi thưa. Anh chị thấy ở chợ thị trấn thành phố thì hải sản đồ rất là nhiều ha. Thì đa phần là ở đây thì mình sẽ như là hải sản thiên nhiên hoặc là hải sản mình nuôi ở dưới các vuông ở dưới xã Thành Hải, dưới Thành Phong rồi đó anh chị. Còn đây là cô nè, cô bán chè. Dạ chào cô. Cô bán chè đậu à, nhìn ngon quá. Dạ bán về nhiêu túi hả cô? Dạ 5 ngàn. Dạ cô bán cho con một túi chè đậu nha. Đây là chè đậu trắng. Quay gửi qua nước ngoài coi. Dạ con ghi hình cho khán giả của mình ở ngày xưa người ta ở thành phố mà người ta xa quê á, để người ta xem á cô. Rồi, dạ. Quay đây, quay dạ. Ngoài đây. Dạ, dạ rồi con chúc cô bán đắt nha cô. Rồi. Dạ, chè đậu trắng, nước cốt dừa rất là ngon. À, chùm ruột cô làm chùm ruột nữa ha. Dạ. À, dạ rồi con chúc cô bán đắt nha cô. Dạ. À, có cái ống, à, đặng mình làm giống như là cái quặng anh chị. À, nhìn rất là ngon ha. Chè à, nhìn rất là tiện, xong mình cột lại. Đi đến đâu mà thấy các món chè là thấy thèm. Dạ rồi con đi nha cô. Dạ. Rau cải rất là nhiều anh chị. Đi đến chợ nào thì đa phần cũng là các hàng rau à, cải, thịt, cá, thực phẩm. Nhưng mà mình đến thành phố thì mình sẽ có các gian hàng như là hải sản đồ á. À, rất là tươi, rất là ngon ha. À. Dạ. Đây là các mặt hàng như là tiêu dùng. À, em gái bán bánh gì? Cây. À, do là sáng hôm nay thì em đi từ ở Bến Tre em đi xuống thành phố anh chị, nên là đường đi thì nó cũng tương đối là xa, nên là ở trên đó thì cũng chưa có ăn sáng. Xuống tới chợ rồi ghé ăn cơm tấm. Dạ cơm tấm. Cơm tấm ở chợ Dòng Miễu, là chợ thị trấn thành phố. Đây một dĩa cơm tấm. Vậy là bán nhiêu dĩa cô? 25 ngàn chứ. 25 ngàn một dĩa. Cơm bình dân. Dạ cơm bình dân. Cơm bình dân nhưng mà ngon là ok. Không phải phải.
Em thì thường hay mình hay đi vào chợ ăn vậy nên chị đi thì mình đi làm á, khi nào đói cái mình tấp vô mình ăn luôn vậy đó. Tại vì từ ở thành phố, từ ở Bến Tre mà em đi xuống tới thành phố đây á là cũng tầm một tiếng mấy, mà thường á là mình đi đi chợ chơi á là mình sẽ đi theo cái thời gian mà khoảng tầm khoảng chừng 8 giờ. Chứ mình đi trễ quá thì nhiều khi là chợ sẽ thưa anh chị ha. Nên là em bây giờ em đi xuống tới đây rồi em mới ghé em ăn. À em cũng mời cô chú anh chị và các bạn cùng em ăn vịt cơm tấm nha. Dạ con không mua. Đây chợ mình con thấy cũng thưa hả cô? Dạ, chợ thấy hơi thưa. Ở đây cái nhà lồng mà nó em thấy là rất là lớn anh chị, nhưng mà ở bên trong thì như là quần áo đồ giải dốc đồ nhiều. Dạ, ở từ ở ngoài cái nhà lồng ngoài luôn á chú ha, vô tới đây là mới tới hàng rau, hải sản, thực phẩm. Xuống dưới trung tâm thương mại dưới. Trung tâm thương mại dưới con có thấy mà nó không có chưa hoạt động hả chú? Chưa hoạt động. Dạ. Đâu đây xuống. Dạ, tại vì sợ ha, sợ cũng vắng nữa. Vô nó tốn tiền nhiều quá cô ha. Tốn tiền nhiều mà ta cũng kêu xuống ngoài mà không ai xuống đó nè. À. Dạ. Để ế ở đây mà bán còn ế thì dạng như đầu tư sợ cũng sợ mạo hiểm á cô ha. Hình như năm đầu nó đầu tư cho hay gì á, năm sau nó mới tính ra phí. Dạ. Ở dưới mấy cái chợ dưới con thấy nó thưa quá. Mà ở dưới làm rộng. Có mấy người xuống bán à? Dạ. Mấy năm rồi mà chưa ai xuống hết. Dạ. À vậy là cũng như là đã làm hoàn thành rồi hả cô? Hoàn thành rồi á, để cần sửa lại mấy lần luôn rồi mà dạ. Chưa ai xuống rồi. Dạ. Cái cơm tấm anh chị, thứ nhất là quan trọng là cái nước mắm á, mình làm vừa ăn với cái sườn đó mình ướp cho nó ngon. Sườn mình ướp như là cho nó mềm, cho nó thấm gia vị thì sẽ ngon hơn. Mình vào chợ anh chị ăn vừa rẻ mà vừa ngon. Dĩa cơm vậy có 25 ngàn là quá rẻ. Đây là các hũ mắm này giống như là đặc sản của thành phố luôn nè anh chị ha. Này có con cá gì nó ngộ nè. Với mắm tép. Giống như cá lưỡi trâu vậy á. Nhìn rất là lạ. Thì các hải sản này thì đa phần là ở quyền thành phố mình đó anh chị. Ở khuôn viên ở trong nhà lồng thì em thấy các quầy bây giờ đa phần là quần áo, hàng tiêu dùng, giày dép rồi ha. Còn thấy các quầy ở mặt ngoài mà cũng trống rất là nhiều. Có thể là do là chậm hay là do là tình hình dịch bệnh gì đó người ta cũng nghỉ ngơi. Còn đây là bánh sung. Đây là bánh rau mơ. Dạ chào cô, này bánh rau mơ hả cô? Dạ. Bánh rau mơ nhìn rất là ngon. Mấy cái này giống như là cái lá này ở thành phố mình có luôn hả cô? Dạ. Dạ rồi, con chúc cô bán đắt nha cô. Cái nãy mua bịch chè. Dạ. Dạ. Biết sao không? Tại vì con đem về hồi con sợ nó bị thiêu không ta? Dạ, về tới thành phố Bến Tre. Dạ. 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 Dạ rồi, vậy cô bán cho con 10 nghìn ha. 10 ngàn. Dạ. Dạ. Tại vì con thấy nước cốt dừa á, con sợ đem về cái nó. Dạ. Dạ. Dạ rồi, bán cho con 10 ngàn. Đây là cái bánh lá rau mơ anh chị. Nó là như là mình bột nè ha. Rồi cái mình có cái lá rau mơ rồi cái mình pha. Pha cái mình mới là ép vô cái lá dừa nước anh chị. Cái này thì mình ăn có nước cốt dừa ngon hơn. Dạ. Mua về hồi cho mấy đứa nhỏ ăn. Dạ bánh dẻo ngon.
cô bán và mấy cái tiệm thuốc bào má nó đi ngoài Mỹ tiệm thuốc bắc ở dưới. Dạ. Cái 6-7 kg. Đúng rồi. Cái kênh Bến Tre Ngày Nay á. À. Anh tí đi. Ngày Nay á. Dạ. À, chị thấy chợ ở chợ thành phố thì cũng thưa quá ha. Em cũng tương đối là bất ngờ. Bất ngờ quá. Xuống không ngờ chợ huyện lớn mà thấy thưa khách lắm anh chị. Bởi vì nên là mình đi nhiều khi cũng hơi hơi ngại ngại tí xíu. Dạ. Ở đây là cái bánh dừa. Bánh dừa này bánh dừa dòng luôn hả cô? Hay là bánh dừa ở đây? Bánh dừa dòng luôn. À. Bánh dừa dòng luôn phải không cô? Dạ. À, thường ở thành phố mình là cái địa điểm là dòng luôn anh chị, là có bánh dừa này đặc sản nè. Dạ, dạ rồi, chúc cô ăn đắt nha cô. Dạ, có bánh tiêu rồi nè ha. Bánh dừa dòng luôn. Còn đây là các hàng mắm, mắm dặn ruốc. Dạ, chào cô. Bánh. Đây là hàng bún. À, đây là công viên ở Nhà Lòng rồi nè. Chị thấy thì thường Nhà Lòng thì ta sẽ bán có sạp đồ á, ngồi nó cố định ha. Còn như là ở các chợ thì người ta bán như là rau cải đồ á thì nó sẽ đông đúc nhộn nhịp hơn. Đây thì chị thấy thì lượng khách thì cũng tương đối. Chị thấy thì ở chợ thành phố thì cũng tương đối là thừa khách đó anh chị. Đây ta bán máy nổ. Như là có nón bảo hiểm. Gian hàng ta bán đồng hồ, đồng hồ đeo tay. À, đây là mình ra tới đường lớn rồi nè ha. Bây giờ thì em sẽ đi từ ở đầu chợ này nè, em đi xuống tới khu vực chợ mới để anh chị mình xem khu vực chợ mới của thị trấn Bình Đại nha. Chợ hiện tại bây giờ thì đã hoàn thành rồi đó anh chị. Nhà Lòng đồ rất là đẹp, rất là khang trang, nhưng mà bây giờ thì thấy thì không có người bán luôn á, rất là vắng. Chợ thua dữ lắm. Tới đây là tới bắt đầu là tới khu vực thực phẩm rồi nè, rau cải và hải sản rồi anh chị ha. Trái cây. Rào cải. Khung viên Nhà Lòng thì rất là rộng, nhưng mà ở bên phía trong á anh chị thì quần áo đồ với hàng tiêu dùng đó thì em cũng ít có vào những cái gian hàng đó, tại vì rất là vắng anh chị, mình vào quay nó cũng rất là kỳ. Con đường này là mình đi ra ngoài bệnh viện huyện.
Còn đây là mình đi thẳng tới là bắt đầu là mình đến khu vực chợ mới. Đây có khu dân cư Thạnh Phú luôn á. Đây là khu dân cư này, có thấy có người cất nhà ở ha. Khu dân cư này cũng rất là rộng anh chị. Đây là công viên các nhà lồng. Người ta cũng chia ra là một khu là rau cải, một khu vực là hải sản, đồ riêng hết, mặt hàng ăn uống đồ là riêng riêng hết luôn. Anh chị thấy rất là rộng ha. Đây mà dù như chợ mà sung túc cái là khu dân cư ở đây là vui lắm á. Đây, đây là khu vực chợ lúa gạo sắt thép. Đó. Lúa gạo sắt thép. Nhưng mà thấy thì bây giờ thưa lắm, không có người bán luôn anh chị. Lý do gì thì mình cũng không biết. Có thể là do là tình hình dịch bệnh đâu đó anh chị. Dịch bệnh đâu thì bây giờ tương đối khó khăn quá đi. Còn bên đây là khu dân cư. Ta bắt đầu là ta cũng cất dạng cất những cái dãy nhà phố rồi chứ. Ở trong là đâu có ai buôn bán gì đâu. Còn đây là chợ ăn uống và tạp hóa. Cũng rất là thưa. Này giống như mấy cái giá giỏng để bán cà phê chứ. Còn đây là công viên. Đây có cái bản quy hoạch nè. Bản quy hoạch đất xanh Nam Bộ Thạnh Phú Center. Đó, người ta là quy hoạch ra cái mô hình rất là đẹp ha, nhưng mà bây giờ thì rất là thưa. Đây giống như là cái công viên, công viên đây người ta làm cũng đẹp ha anh chị ha. Khu cao cổ voi nay đây thì dài dài thì cũng có các quán ăn, tối thì có thể là ở đây là mình là cái chợ đêm của huyện Thạnh Phú. Còn đây là siêu thị. Đây là chợ rau củ quả. Dạng như là người ta cũng muốn quy hoạch ra mỗi cái khung viên nhà lồng là một cái sản phẩm khác nhau để tập trung lại vậy anh chị. Sản phẩm mà dụ như là nó chung với nhau đặng mình buôn bán là cho nó dễ. Còn đây là chợ thịt cá vắng hoe vắng tanh. Người ta làm cái các cái thớt như là để mình trưng bày thịt cá lên trên á, nhưng mà chị thấy bây giờ thì cũng không có ai bán hết, bởi nên là tình hình dịch bệnh bây giờ khó khăn một cái là bắt đầu là người dân người ta cũng e ngại, mình không có dám vào bên trong chợ mới này bán luôn anh chị. Mà anh chị thấy thì khu vực ở chợ cũ á, ở chợ nãy là chợ Dòng Miễu á, thì thấy là cũng thưa rồi. Ra đây thì có thể là mình phải tập trung tất cả, dạng như là mình quy hoạch mà tập trung hết thì được, chứ mà còn như vậy là cũng khó. Mời người ta vào để mà người ta làm thì rất là khó. Như ở trên Bến Tre là hiện tại bây giờ khu chợ Cầu Bà Mũ anh chị, thì thời gian sau là chợ đó thì là mình sẽ không hoạt động ở ngay cái điểm ngay chỗ đường Nguyễn Huệ nữa và đường Phan Phùng á,
mình sẽ dời vào bên trong khuôn viên của ngay đó là hình như là gọi là khu dân cư Phú Khương á chị, khu dân cư mới Phú Khương. Đây giờ cỏ quật nhóc cho bò ăn được luôn nè. Đây mà giờ nuôi bò là con nào nấy mà phú. Tại vì hoang sơ quá, cỏ mọc nhiều á anh chị. Chứ khu dân cư này anh chị thấy cũng không có người ta cất nhà nhiều nữa. Đây, trước đây thì có cái ngân hàng HD Bank. Phía ngoài đây thì người ta cất nhà khang trang ghê nè. Ngoài đây thì dạng như là mặt tiền chợ đúng không anh chị, thì mình làm nó dễ. Còn ở trong khuôn viên thì anh chị thấy rất là vắng vẻ. Hồi nãy em cũng vào đường này ha, đây là chợ nè. Đường này thì mình đi ra là mình sẽ đi ra ngoài bệnh viện huyện Thạnh Phú. Đây là đường Nguyễn Thị Định. Mình thẳng tới lâu đầu là mình sẽ gặp ngay chỗ ở đầu chợ anh chị. Lúc trước thì em cũng đã từng đến bệnh viện Thạnh Phú để mình tặng những suất cơm để cho những người bệnh nhân và những người nuôi bệnh rồi đó anh chị. Người ta cũng có những suất cơm để người ta ăn. Để nhiều khi tiền mình còn dư lại thì để mình lo thuốc thang rồi đó. Còn lúc này thì em không có đến bệnh viện Thạnh Phú nữa, tại vì giờ thì cũng dịch bệnh quá đi anh chị. Lúc trước thì em phát ở ngay cái băng đá này, phát cơm ngay băng đá. Bây giờ tình hình dịch bệnh đó rất là nguy hiểm. Ở đường phố ở huyện Thạnh Phú thì anh chị thấy là rất là khang trang á, quảng xá đồ mọc lên cũng rất là nhiều. Nhưng mà chợ thì cũng rất là lớn, nhưng mà mình vào thì hơi thưa. Có thể là bây giờ các chợ xã rồi, bây giờ các chợ huyện rồi, mình nơi nào cũng có anh chị, rồi dạng như cũng bảo hòa. Nên là bây giờ chợ thì cũng hơi thưa khách. Hướng này thì em đi thẳng tới tiếp đầu là mình sẽ đến ngay bến xe Thạnh Phú ha. Dọc đây thì quán cà phê cũng nhiều ha. Chị thấy các thị trấn thì các nơi mà trung tâm như vậy thì chỗ nào cũng đông đúc và khang trang hết, nhà cửa đồ rất là đẹp. Đây mình đi thẳng là mình đi xuống cầu Giáng, quẹo trái là mình sẽ vô chợ Thạnh Phú. Đây, đường này là mình vào chợ.
chú mừng em bên tay phải á, đây là bến xe đó anh chị. Bến xe đây thì cũng thấy cũng thưa khách lắm. Bến xe Thành Phú. À, từ ở bến xe Thành Phú đây, nếu mà mình đi thẳng về nữa anh chị là mình sẽ qua cầu Giáng nè. Mình sẽ đến xã Thạnh Hải, xã Thạnh Phong và đi xuống tới khu băng luôn anh chị ha, là tới tận cùng của vùng biển của Thành Phú rồi đó anh chị. Sáng hôm nay thì em cũng mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em mình đi dạo ở chợ Thành Phú ha. Và em cũng đi một vòng ở khu vực thị trấn để chị xem Thành Phú của mình khang trang như thế nào. Thì video của em bây giờ mình sẽ kết thúc tại đây nha. Em hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha. Bye bye.